Chào các bạn đã quay lại với chuỗi bài giảng về MongoDB của CodeX. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể sắp xếp được dữ liệu trong MongoDB. Thì sắp xếp dữ liệu là một trong những cái chức năng quan trọng của tất cả những cái database. Đó. Thì giả sử như chúng ta có một trang web bán hàng mà chúng ta muốn xem những cái sản phẩm giá rẻ trước thì chúng ta có thể vào đấy là gì? Ấn vào cái nút là sắp xếp theo thứ tự giá tăng dần chẳng hạn. Thì các bạn có thể có được một cái danh sách mà theo như cái ý bạn muốn. Thì để làm cái đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm cái method sort ở trong MongoDB. Thì chúng ta chuyển vào cho nó một cái object mà có key là tên của cái field mà chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ trong cái bài toán mà sắp xếp cái sản phẩm theo giá thì rõ ràng là gì? Cái field này nó phải là price. Và tiếp theo là cái giá trị mà chúng ta muốn sắp xếp, tức là khi mà chúng ta sắp xếp cái dữ liệu chúng ta thường có hai cái kiểu đúng không? Một là theo thứ tự tăng dần hay là thứ tự giảm dần của một cái trường nào đấy. Ví dụ ở trong cái bài toán vừa rồi mình có nói thì chúng ta sẽ làm bằng cách là sắp xếp theo cái thứ tự giá tăng dần và chúng ta sẽ nhìn vào những cái sản phẩm đầu tiên là giá thấp nhất trước nhá. Rồi thì nếu mà cái giá trị này là 1 thì nó là sắp xếp theo thứ tự tăng dần, tức là nhỏ trước lớn sau. Và nếu mà nó là -1 thì là ngược lại, lớn trước nhỏ sau. Rồi, thì bây giờ chúng ta thử làm một cái demo. Đây, các bạn vào download cái file 5apartments.json này về. Đây là dữ liệu của một cái trang thuê nhà cho nhà 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 cho thuê. Thì nó có địa chỉ này. Mỗi cái apartment nó có địa chỉ, có khoảng cách đến trường và có giá thuê hàng tháng. Thì các bạn import vào database. Thì đây là cái dữ liệu mà mình đã import vào database. Các bạn cùng nhau thử cùng mình làm một cái ví dụ. Đấy là mình muốn tìm những cái nhà mà có khoảng cách đến trường là ngắn nhất trước mình muốn xem những cái tại vì là mình là giả sử mình một gia đình mình có trẻ con đúng không, mình muốn thuê một cái nhà mà cho nó đi đi lại đến trường một cách dễ dàng nhất thì mình sẽ tìm theo cách là gì, lấy cái field này thì ở trong Robot30 các bạn có thể copy cái tên field rất là dễ để kích vào nó, còn Ctrl C copy paste ở đây được. Trên Mac cũng làm tương tự với Command C được. Đó. Thì không phải file mà là gì? Chúng ta sẽ sort theo cái field đấy. Và gần trước, xa sau thì sẽ là gì? Thứ tự tăng dần. Một. Các bạn thấy đây là cái nhà gần nhất, gần trường nhất nó cách trường khoảng 99 mét. Có thể coi đây là đơn vị là mét, đơn vị là gì? Tùy bạn quyết định. À, tùy bạn quy định trong app của mình thôi. Rồi tiếp theo, mình thấy là có một cái nhà nữa, cũng gần trường cũng 99 mét và giá của nó đắt hơn một chút. Nhà này thì giá rẻ hơn một chút, cũng là 99 mét. Nhà tiếp theo thì 132 mét. Thì bây giờ nó nảy sinh một cái vấn đề nữa là gì? Giả sử như chúng ta có rất nhiều cái nhà mà có chung một khoảng cách mà chúng ta muốn xem những cái nhà rẻ hơn trước thì chúng ta làm nào nhá. Thì tức là đây mình sẽ sắp xếp theo hai trường khác nhau, nhất là khoảng cách đến trường, cái thứ hai là giá thuê nhà hàng tháng. Thì mình muốn giá thuê nhà hàng tháng cũng là theo cái thứ tự tăng dần thì làm nào? Chưa? Rồi nếu mà mình chỉ sắp xếp theo một trường không thôi thì mình chỉ phải thay đổi đây. Tuy nhiên là lúc này cái khoảng cách đến trường có thể nó sẽ xa hơn rất là nhiều. Đó. Nhưng mà đây mình muốn ưu tiên cái thứ tự là gì? Đến trường, khoảng cách từ nhà đến trường trước. Rồi sau đó mình mới tìm trong cái số đấy là những cái nhà rẻ hơn thì làm nào? Thì chúng ta có thể sắp xếp trong MongoDB nó sẽ cho bạn sắp xếp theo hai trường khác nhau. Thì cách làm, cách nó thực thi sẽ như nào? Tức là nó sẽ sắp xếp theo cái trường 1 trước. Rồi nó giữ nguyên cái thứ tự trường 1 và nó sắp xếp cái trường 2 với những cái trong trong số những cái gì object mà có trường 1 giống nhau, cái field thứ nhất giống nhau thì nó sắp xếp được field thứ hai và nó không làm thay đổi cái trật tự của các cái document mà có cái field thứ nhất này giống nhau. Đó, thì các bạn thấy này, ví dụ 41 ở đây thì 41 nó sắp xếp theo field 1. Giả sử mình có dữ liệu như này, khi mình sắp xếp theo trường 1 theo thứ tự giảm dần thì rõ ràng là gì? Nó sẽ cho 41 lên trên 40. Rồi sau đấy là trường 2 mình muốn theo thứ tự tăng dần thì lúc này ở đây nó chưa được sắp xếp và sau khi được sắp xếp thì nó sẽ có giá trị tăng dần. Lúc này cái thằng dưới cùng nó sẽ được đảo lên vị trí thứ hai và thằng thứ hai đi xuống cái vị trí thứ ba. Đó. Thì mình lấy một ví dụ là tìm tất cả những cái căn hộ mà ở gần bệnh viện
Gần trường đi, vừa nãy mình lấy là gì? Gần trường. Trong database của mình không có dữ liệu về khoảng cách đến bệnh viện, được chưa? Rồi sau đó mình sắp xếp theo thứ tự là giá thuê nhà thấp hơn trước. Thì mình làm nào. Bây giờ chúng ta quay lại đây. Thì khi mà chúng ta ưu tiên là sắp xếp khoảng cách đến trường trước rồi thì chúng ta có thể sắp xếp theo cái giá thuê nhà. Đó, tức là cùng một cái khoảng cách đến trường thì mình sắp xếp lại là giá rẻ lên trước thì sẽ là monthly rent cost. Giá rẻ trước cũng là một đúng không? Đó. Các bạn thấy là gì? Cái thằng cùng một khoảng cách đến trường là 99 thì cái giá thuê của nó theo bây giờ được sắp xếp tự tăng dần rồi. Ok. Đó. Thì đấy là một trong số các cái ví dụ. Các bạn có thể sắp xếp theo bao nhiêu phiếu cũng được. Nhưng mà trong ứng dụng thực tế của mình nghĩ là nó sẽ không quá 10 cái. Đó. Tuy nhiên là cái việc sắp xếp quá nhiều phiếu như thế nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đến performance nhất định. Thì cái đấy mình sẽ nói ở cái phần nâng cao của khóa này. Ok, chào các bạn.